bên em là đen hoa vàng các chị yêu nha. Mọi người thấy em đầm Messi này có xinh không ạ? Em nói thật luôn là đầm này mặc lên một cái tự nhiên nhìn dáng mình nó cao hơn rất là nhiều, và nhìn người mình của người mình kiểu như là có eo hơn nữa các chị yêu nha. Cho nên là nếu như mà chị yêu nào thích một em đầm tôn dáng thì nhớ là chốt ngay siêu phẩm em đang cầm trên tay đây, đó là DV086 các chị yêu ha. Đầm DV086 em có 200 màu và hiện tại đang có về đầy đủ size các chị yêu mình luôn. Mọi người ơi, hôm nay DV086 em sale trong khung giờ livestream các chị yêu mình với một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 549.000 đồng và miễn ship giao hàng các chị yêu nha. Đầm này em sale trong khung giờ livestream chỉ có 549.000 thôi, và ngoài ra còn free ship giao hàng đến tận nhà cho mình luôn. Ở đằng sau thiết kế có khóa kéo cho mình, và đầm này sẽ là đầm hai lớp các chị yêu nha, siêu đẹp cho bên em luôn, và mặc lên form đầm cực kỳ thoải mái. Các chị yêu mình để ý giúp bên em nha. Đối với mã đầm DV086 ngày hôm nay em đang mặc đây, nền của em mặc sẽ là tông màu đen và kết hợp cùng với họa tiết hoa đỏ, nhưng mà em sẽ may làm sao để canh vải á, cái phần hoa ở trên cho bên em và phần hoa ở dưới phần chân váy như thế này các chị yêu nha. Khi các chị yêu mình mang đi chơi, mang đi du lịch hoặc là khi các chị yêu mình chụp hình á thì đều sẽ rất là tôn được cái phần họa tiết này luôn. Em xoay nhẹ cho mọi người xem nào. Đây, cái chất liệu vải của em mặc đây là vải lụa mềm và làm cho mình là hai lớp luôn các chị yêu ha. Chỉ có giá 549.000 đồng một đầm thôi. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream nhớ đặt ngay mẫu đầm này ở trong khung giờ live giúp bên em, vừa đẹp mà lại còn vừa sang nữa. Phần tay thiết kế cho mình là dáng tay ngắn, phần cổ sẽ là dáng cổ tròn các chị yêu ha. Form đầm mặc lên thì ôm ở ngay phần eo như thế này và bên dưới nó sẽ là xòe ra. Mọi người thấy là khi em mang cái mã đầm DV086 này á, cái phần eo của bên em là nhìn rất là nhỏ, và đặc biệt là chị yêu nào mình có bụng dưới mình nên mua cái mẫu này liền, bởi vì mặc lên nó sẽ không có bị lộ bụng đâu các chị yêu nha. Nhìn thấy phần bụng của mình rất là nhỏ và gọn luôn. DV086 kèm với số điện thoại cho em mọi người ơi.